Cô chú chị có thể thấy ha, cái vườn bơ này, cái bơ vườn bơ của người ta này, cây trái rất là tốt luôn ha, trồng cây đứt lâu năm rất là tốt luôn anh chị. Đứt đặc biệt đứt xã Hòa Hội là đứt đỏ Ba Giang, đâm ra trồng cái cây lâu năm và cái cây ăn trái nó rất là tốt luôn anh chị ha. Bảo Điền Bất Sản mình xin mến chào cô chú chị mình nha. Nay em Điền đang có mặt ở tại đây là ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Cái khu vực em Điền quay này nè là khu dân cư gần ủy ban ha. Nói chung là ra tỉnh lộ cũng rất là gần á chị, tỉnh lộ 329 đi ra khoảng đâu đó là hơn 100 mét một chút xíu thôi ha. Đó, nói chung là cái đường của mình thì đường thông thường, đường bàn cờ ha. Hiện tại mình đang đứng đây là đường nông thôn bình thường thôi, nhưng mà cái vị trí ở đây thì nó dường như là song song cái đường này, song song với lại tỉnh lộ 329 anh chị ha. Nay em Điền có một cái sản phẩm đất vườn ha. Nằm ngay trung tâm xã Hòa Hội luôn anh chị ha. Nằm khu dân cư anh chị đó, dân cư anh chị có thể thấy này, dân cư đông đúc ha, nhà san sát luôn anh chị ha. Đó, hướng trước mặt em đi quay đi đi thì mình đi chút xíu rồi gặp ba ngã tư gì đó ha, mình rẽ tay trái đi, rẽ trái ra là định đụng ngay tỉnh lộ 329 anh chị, và khu vực phía bên này thì ra ngoài đó mình đụng ngay ủy ban, chợ đò vân vân ha. Thì nói chung là bên đó là ngay cái gặp ngay cái rừng giá trị anh chị ha. Thì đâm ra là khí hậu ở đây rất là mát luôn anh chị ha. Và hướng ngược lại đây thì mình đi ra gặp ngã ba ngã tư, mình cũng rẽ tay phải lại cũng gặp tỉnh lộ 329 anh chị. Xã Hòa Hội thì đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm anh chị ha, khoảng đâu đó là mười mấy cây số anh chị. Nói chung là mình di chuyển khoảng 15 phút thôi là mình đi ra được biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó. Và đây anh chị, nay em đi giới thiệu tới cô chú một bất sản đất vườn ha. Hơn 900 mét vuông. Mặt tiền đường nhựa này bám theo là 25 mét và sâu vào trong là 37 mét anh chị ha, và đang có sẵn là 80 thổ cư. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay review chi tiết bất sản đó cho quý vị mình xem nha. Nói chung là đường nhựa thì ô tô né nhau đi thoải mái luôn chị ha. Xe tải, xe khách, xe du lịch đi thoải mái luôn chị. Trước khi review chi tiết thì em Điền nói sơ bộ về cái thông tin pháp lý bất sản này cho quý vị mình ha. Mình biết rõ, nắm rõ thông tin anh chị. Thì bất sản này á là hiện tại là đang sổ chung đó, nói chung là đất dân thôi. Thì nếu mà cô chú chị mình mua thì gia chủ mình sẽ tách ra cho mình ha, thì sẽ tách theo mặt tiền đường này á là 25 mét ha, và sâu vào trong là 37 mét, tại vì cái đất mình thì có chiều sâu tới tận là hơn 70 mét đó chị. Và gia chủ mình sẽ cắt đôi ra ha, chia mỗi bên nửa thì bên này sẽ sâu vào trong là 37 mét thôi đó. Đất mình sẽ cắt theo vuông vức anh chị nha. Hiện tại trên sổ mình đang có sẵn là mấy trăm thổ cư rồi. Thì nói chung là theo pháp lý tách bình thường á thì cũng rất là nhanh anh chị, khoảng 2 tháng thôi là mình ra tên riêng rồi. Nếu mà cô chú mình thiện chí mua thì sẽ đặt cọc rồi chờ người ta sẽ đi làm thủ tục ha, để tách sổ ra rồi cho cô chú chị mình ký công chứng. Đó, nói chung là em Điền cũng check hồ sơ này rồi và em kiểm tra hết rồi, thì nói chung là làm bình thường thôi chị, không có vấn đề gì xảy ra ha. Đó, thì theo như cái luật đất đai á thì mình đủ điều kiện tách đó chị ha. Nói chung là điều kiện tách là gì? Điều kiện tách là ít nhất là bán theo mặt tiền đường nhà nước là 5 mét trở lên và chiều sâu vào trong là 20, tổng diện tích là ít nhất là 100 mét vuông trở lên chị ha, và có thổ tư để tách, hoặc là đất ngang, đất xào ha, tách theo diện đất xào ha, mỗi lô 1.000 mét vuông kiểu vậy. Thì bất động sản mình thì đủ điều kiện tách anh chị ha. Nói chung cũng nhanh, khoảng 2 tháng là xong rồi đó. Thì em đi cũng xin được báo giá luôn ha, là gia chủ mình đang kêu là 1 tỷ 7 ha. Nói chung là mình có thể thương lượng thêm hay như nào đó, nói chung là gia chủ mình đang thì chỉ bán 25 mét từ ranh này qua bên này là 25 mét, sâu vào trong là 37 mét ha, và tách riêng cho mình là 80 thổ cư đó. Nói chung là đất mình thì phủ hồng toàn bộ. Nếu mà cô chú nhà mình cảm thấy mà 80 thổ cư ít quá thì mình có thể là tự lên thêm thổ cư được anh chị ha. Đường này thì chắc khoảng 3 triệu một mét vuông anh chị ha, giá thổ cư mới thay đổi đây. Qua tới bên này là 25 mét mặt tiền ha, khoảng hơn 900 mét vuông đó, hơn 900 cho tổng bất sản này. Thì hiện tại trên bước mình thì đang là đất trống thôi anh chị ha. Đất trống thôi, thì đang có mấy cái trụ tiêu hồi trước gia chủ mình trồng tiêu anh chị ha. Làm mấy trụ này là trụ tiêu anh chị, mình có thể là tháo dỡ đi được anh chị, gạch thôi chứ không có gì. Ở đất mình thì gia chủ mình sẽ cắt vuông vức anh chị nha. Nói chung là cái em Điền quay ở ở đây á, thì nói chung là dân cư thì mình
thấy thực tế là nó hơi thưa, nhưng mà em điền Playlist này cô chú chị có thể thấy rõ là đi tới chút xíu là dân cư rất là đông ha. Nói chung là cái khoảng cái khu vực em điền quay này á, thì cái khoảng này là cái khoảng đất vườn người ta rộng, đâm ra là mình có thể là không thấy dân cư gần ở đây, nhưng mà nhà thì bị cây cối che hết rồi chị ha. Hả? À, theo pháp lý thì mình cũng không có vướng gì anh chị, à, đất sạch nha, à, quy hoạch thì đất sạch, bất động sản mình đang có là hướng Tây anh chị ha. À. À, tính ra bất động sản mình bán với giá 1 tỷ 7 mà có 25 mét mặt tiền đường thì quá rẻ luôn chị ha. Thực sự là mảnh đất vườn này rất là rẻ luôn chị, 1 tỷ 7 này chia 25 mét tính ra là chỉ có 68 triệu một mét ngang thôi chị. À, nằm khu dân cư đó, mặt tiền đường nhựa ô tô né nhau, chỉ có là 1 tỷ 7 thôi chị ha. Đó. Gần hơn gần 1.000 mét vuông. Đó, quá ra rẻ luôn chị. Ra trung tâm cũng gần, chợ đồ này kia cũng gần. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi. Mình đi ở cao tốc, à, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mình di chuyển khoảng chắc tiếng rưỡi anh chị. Đó. Tỉnh lộ 329 thì anh chị biết rồi. Tuyến đường giao từ quốc lộ 5 đi ra lại xã Bình Châu ha, cũng như là xã Hòa Hiệp. Đó. Thì từ vị trí này ra trung tâm thị trấn Phúc Vũ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc đó thì khoảng đâu đó là chỉ có là chưa tới 10 cây số anh chị, chưa tới 10 cây số là mình đã di chuyển ra rồi anh chị. Đó. Điền xin được nhắc lại một lần nữa ha. Bất động sản mình đang có diện tích là 25 m, sâu là 37, có sẵn là 80 thổ cư. Đó thì gia chủ mình sẽ mình mua thì chỉ mua mình sẽ chủ mình sẽ đặt cọc rồi chủ mình sẽ đi tách anh chị ha. Đó. Rồi có gì nào quan tâm liên hệ ngay số điện thoại 0786688834 nha. À, thì chỉ nữa mình có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. À, Điền cũng xin được cảm ơn cô chú đã quan tâm và theo dõi kênh của Điền ha. Hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Xin chào.